gái tài năng, cá tính đến từ nhóm nhạc U2U sẽ cùng tham gia một trại huấn luyện vô cùng khắc nghiệt để rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần đồng đội và sự dũng cảm. Đến từ các trại trưởng uy tín, bá đạo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với thử thách tiếp theo. Và thử thách này có tên là trò chơi vận động tiếp sức. Bây giờ ở chặng này chúng ta sẽ có 4 người thi thôi. Người thứ nhất sẽ đi lên nhảy bao bố ở đây để tới đó ăn xoài. Ở chỗ ăn xoài sẽ có hai bạn đồng đội của mình để đó hỗ trợ để ăn xoài. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một chạm là sẽ có một người đứng cầm hai cái cây giơ bánh mì lên, các bạn sẽ ăn bánh mì ở đó. Hai cái bạn mà đối phương nãy đi chéo á, mình sẽ đứng đó mình giữ sợi dây đó để cho bạn kia giữ vô cái người vậy nè, đi thiệt là khó khăn, đi lên để lấy cái cờ đó. Đấy chưa? Nhiệm vụ của các bạn đối phương là giữ làm sao để cho bạn đó khó khăn nhất có thể. Rồi và đội nào mà lấy được cờ trước là đội đó là người chiến thắng. Rồi trước khi mà bắt đầu thì chúng ta sẽ có 2 phút để thảo luận và bàn chiến thuật của mỗi đội. Rồi 2 phút bắt đầu. Thế bây giờ phân công đi, đứa nào nhảy bao bố nè. Con này đã ăn xài đấy. Mày đã ăn xài đấy. Rồi anh ăn bánh mì. Ừ. Chị đội bên kia. Ừ. Em là lấy cờ. Thấy đâu à? Tự cái hồi để ca phá hoại đi, ca nó mạnh đó, nó kéo rồi. Thôi vậy phải ca phá hoại rồi. Chị em cao á, em ăn bánh mì ở trên. Bây giờ mời các bạn vào vị trí. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Ủa bắt đầu hả? Co lên. Co lên. Chị Kim ơi, chị Kim. Chị Kim ơi, chị Kim. Đăng đi, đăng đi, đăng đi. Trời. Con kìa. Trời ơi, chết. Ăn phụ kìa. Thôi tao cứu không được. Gầy lắm. Cắn đi. Trời ơi, con Lizzy nó ăn nhanh lắm kìa chị ơi. Chứ con heo gì đó. Trời, nó cắn được hết luôn kìa. Cái miệng to vậy Lizzy. Trời ơi, ai bò đói gì hả? Cố lên. Thôi, cắn không có lần. Trời ơi, cậu ngăn na kìa. Trời ơi, anh ăn xong xong rồi sao mình còn một xíu nữa vậy? Mới bóng đi hả với chị? Đúng. Còn có nữa, còn có nữa. Cái hộ là được lắm. Trời ơi. Rồi, Ngân bị hại rồi. Ôi chết mà. Ngân ơi. Anna ơi, Anna cố lên em. Nhảy lên, nhảy lên, bật lên, bật lên. Ngươi bình tĩnh, lùi lại lấy đà. Ủa anh ghê, anh chú ý bên em quá vậy. Sao vậy? Bên kia nó ăn được rồi kìa. À! À! Trời đất ơi. Không lừa dùng tay. Ê. Trời ơi. Lùi về sau lấy đà, lùi về sau lấy đà. Anh gầy quá. Hay. Để thấm rồi kìa. À, đây là đúng rồi, hay quá. Trời đất ơi, ăn hết cái bánh mì. Anh ghê là, em là. Cắn dây. Đúng rồi, đúng rồi. Giật ra luôn, giật ra. Giật cái miếng bánh mì ra luôn được. Không được đụng tay nha. Phải ăn hết. Gì chứ, anh ăn mì nhanh lắm. Trời ơi. Ăn phụ hả, ăn phụ được hả? Ngân ơi, bình thường em giỏi lắm nè, cố lên. Không dùng tay, cố lên. Đừng có đi theo hướng của nó. Ngược lại, đúng rồi. Cố lên nè, nhấp được một đi em. Nhanh lên nè, để mình lên trước. Nhanh lên. Nhai á, cái đừng có ngón. Trời ơi, ngón mà hồi nó dính một cục. Thôi đừng nói đi. Bất cả thầy quá hình ơi. Nú luôn. Cắn đi cho nó rớt cái miếng đây này cái. Đội này đang thua nè.
Nuốt lẹ đi má ơi. Rồi chưa, ăn hết mới được tính đi tiếp nha. Trong miệng còn gì không? Ui em sợ đứt lắm luôn á. Ừ, ghê quá. Em ơi, chị ơi. Diễn trời. Lên, lên, lên. Mẹ anh em ơi. À, chết rồi. Không chơi nữa. Rồi, sau thử thách thứ 3 thì đội thiên thần là đội được lấy được trước. Tuy có chấn thương nhẹ nhưng mà chiến thắng vẫn thuộc rồi đội thiên thần. Vỗ tay. Và cho thêm Ellie một tràng pháo tay nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với thử thách cuối cùng của ngày hôm nay. Đoán tên bài hát. Chúng ta sẽ thi đấu theo hai lượt. Mỗi đội lần lượt cử hai thành viên lên bốc thăm 5 bài hát. Sau đó diễn tả lại bằng ngôn ngữ cơ thể. Và để cho đồng đội của mình đoán ra tên bài hát, đội nào đoán đúng nhiều hơn được 2 điểm. Thời gian miêu tả là 30 giây và thời gian đoán là 10 giây. Nếu đội nào không đoán được thì đội kia có thể giành quyền trả lời. Rồi bây giờ cả hai đội mình cử đại diện ra tù xì để xem ai là người thi trước. Không có thích bạn luôn á bạn DJ. DJ là hợp với KK rồi. 3 2 1 Rồi đội thua thi trước. Tụi em tin chị. Dạ, chơi. Rồi. 40 giây diễn tả bắt đầu. Mấy chữ? 5 chữ rồi. 10 giây đã trôi qua. Tán nó một cái, đánh. Chơi rồi, tán mất không đấu à? À đau, đau lòng chị hai trào nước mắt. Nhạc gì bóp hay nhạc trẻ hay nhạc bolero? Không được nói. Là sao? Nhanh. Diễn tả gì cũng được. À, đau. Cắn môi tình. Ôi trời, sao chị cứ nghĩ cái bạn? Đau để trưởng thành. Ơ, ngoại, 4-5 chữ luôn mà. Đau. Hết giờ. Dạ, em xin trả lời bài hát đó có tên là Đau để trưởng thành. Sai. Rồi, mời bên này. Các em có câu trả lời của mình không? Đúng. Một lần rồi thôi. Sai luôn. Đây là bài Không đau vì quá đau. Ủa? Phải diễn tả gì chứ? Ủa đi diễn tả vậy gì? Đặt ai cũng đau nhưng mà... 40 giây, bắt đầu. Chắp tay lại ông trời. Chắp, chắp, chắp. Khi xưa đi ba ba. Lại. Xin. Cầu. Trên kia cao quá, mai mai không độ tới nàng. Độ ta không độ nàng. Nhưng mà hát được câu là đúng rồi. Rồi, một điểm cho đội thiên thần. Mời đội ác quỷ bốc thăm bài hát của mình. Rồi, sẵn sàng chưa? 40 giây bắt đầu. Ngủ mơ. Ngủ mơ về ăn ngủ, cứ ngủ say. Giấc mơ trưa. Rồi em có câu trả lời của mình chưa? Dạ, câu trả lời của nhóm em là giấc mơ trưa. Rồi mời em hát. Yeah. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em trên sông sông vắng. Mùa đã trôi đi những nhìn xanh thẳm, người dắt đi khơi nhưng mà em về. Một tiếng chuông chùa. Rồi, chúc mừng các bạn. Yeah. Có bạn về rồi đó.
10 giây đã cho qua. Khóc hoài. Ủa mà khóc được cười. Khóc của Đông Nhi. Thà như thế. Thà rằng như thế. Thà như thế. Rồi các bạn đưa ra câu trả lời của mình, cuối cùng của mình đi. Thà rằng như thế. Rồi chính xác. Rồi hát luôn. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhớ níu kéo những dấu tay hỡi em. Rồi chính xác. Tại sao tụi em đoán được? À, tại em thấy cái chị này là ngồi khóc xong rồi kiểu như là đi xong níu kéo rồi đừng khóc rồi. Ừ đúng rồi. Biết đâu là điệp viên bỏ đó. Chắc chắn sẽ không phải điệp viên. Bây giờ chúng ta sẽ có 40 giây để truyền đạt thông tin cho đồng đội của mình. 3 chữ. 40 giây bắt đầu. Cái gì, cái gì? Hả? Gì á? Hả? 6. 6. Không. 60 năm cuộc đời. Trời. Chứ đơn giản nha. Rồi, mời các em hát. Bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm rồi, sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sợ thương cả vời vợi, 20 năm có là bao. Chính xác là câu khúc 60 năm cuộc đời. Rồi 40 giây truyền đạt bắt đầu. Nắng quá. Nắng nó xa dần. Wow! Rồi 40 giây truyền đạt bắt đầu. Bốn chợ. Mưa. Nhà. Nhà. Mưa. Mưa tình yêu. Mưa trên cục tình. Cái đó hả? Mưa okay. Nhà tình yêu. Không, đúng rồi. Rồi các em có câu trả lời cuối cùng của mình chưa? Dạ rồi. Rồi mời. Cơn mơ tình yêu. Ê hai đứa này nó đỉnh đương ghê á. Cô bé lọt lem. Kéo vai, níu kéo, níu lấy tình ta. Giết chết tình ta. À đúng không hai mối. Let's kill it love. Let's kill it love. Khó lắm luôn á. Đúng rồi. Gái đâu, gái đâu. Nhiều khi mình đã bậy nó đúng với chứ chết luôn á con. Cầu xin, cầu nguyện, cầu chiến thắng. Giật, giảm chân, chỉ. Hết giờ. Vì ai, vì ai? Các em có trả lời của mình không? Của Đông Nhi á. 10 xin anh 9, đừng 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Khó thật, khó thiệt. Có bên đây đó được chữ vì ai nhưng mà là lời của bài học con một vì ai vì ai. Trời ơi. Con một. Cái này khó khó luôn. Đúng ra em phải gì em phải gửi là không còn gì. Không còn. Không có gì nữa. Có trường vòng đó. Thế nào hả? Cũng dễ hả? Cũng dễ. Mọi người hội ý đi. Em giỏi giá. Ủa? Yêu đâu đâu đâu. Sao? Ngủ. Hai chữ. Một nhà. Thanh xuân. Mẹ yêu. Bà tôi. Rồi mời em hát bài ca khúc Bà tôi. Bà tôi đưa tôi ra đầu nàng một mình bà đôi cả trời nắng to. Tỷ số hôm nay là 4 đều.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một phần thi phụ. Bây giờ chúng ta sẽ cử ra đại diện, một đại diện duy nhất, một đại diện duy nhất thôi nha. Sẽ thi xem đấu mắt ai là người chớp mắt trước thì đội đó là sẽ thua. Rồi đội Ngân Ngân ạ. Em nghĩ có 7 phút cho mình chưa? Dạ. Tụi em chọn Việt Ngân. Chị ơi, chị ha. Dạ bên đây là chị Ellie. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 3 hiệp thi đấu. Đội nào thắng trước 2 hiệp là đội chiến thắng. Nhưng mà giữa mỗi hiệp chúng ta có quyền đổi người để tăng thêm sức mạnh cho đội mình. 3 2 1 bắt đầu. Hiệp thi đấu thứ nhất thì Việt Ngân là người chiến thắng. Các bạn có muốn đổi người không? Không. Bên này có muốn đổi người không? Dạ không. Không muốn đổi người đúng không? Đây, hiệp 2 bắt đầu. Chị ơi, nước mắt rớt rồi, hứng lại. Dạo lên đi, chị đang cổ lên ổn không? Em ổn không? Em ổn không? Chị Hà lâu lắm á. Em ổn không? Không, em ra đi không sao đâu, mở mắt rồi. Em muốn đổi người không? Đổi đi không sao đâu. Chơi vui mà. Vui là chính. Vui là chính, phạt càng vui. Chơi là chính nhưng mà thắng là 10. Chơi là chính nhưng mà thua là chị chết với em nhé. 3 2 1 bắt đầu. Đục bạc cà chi. Bây giờ chúng ta sẽ có thử thách nhân đôi. Là chúng ta sẽ đoán xem được là ai là điệp viên của ngày hôm nay nha. Thì ở đây cũng là một cơ hội để cho đội thua mình có thể thắng nếu như mà các bạn đoán được điệp viên của ngày hôm nay là ai. Nói chung là em cảm thấy thật sự đáng thương cho những người chung đội với em, lần nào ai chung đội với em cũng thua. Em cứ tưởng đâu là chung đội với em mọi người sẽ được thắng, nhưng hôm nay mọi người lại thua. Vì bên mình không có điệp viên nên không thắng. Ở đây dí ai mạnh nhất? Ai vậy? Ai kỳ quá à? Dí em phải không? Chắc chắn là chị Kim rồi. Chị mới mở màn, chị mới nói luôn. Chắc chắn là chị Kim rồi. Trong nhóm mình phải ghi 3 người đáng nghi nhất để cỡ nào cũng dính người. Đó là Mirai, Ellie và Anna. Bên đây là chắc chắn không có điệp viên. Đúng. Thua từ đầu đến cuối. Mà em thấy tập trước là đông đông rồi. Mà chị Lizzy thì em nghĩ là tập này vẫn chưa sẵn sàng để làm điệp viên đâu. Đúng rồi. Sếp, em nghĩ ai sẽ là điệp viên? Em theo giác quan thứ 6 của em thì em thấy Mirai. Mirai đang được nghi đúng không? Mọi người đang được nghi rồi đó. Rồi, còn Nunu? Em thì khác với đồng đội của em nghi Cao và Mirai là hai người mà em nghi nữa. Đúng rồi, chị cũng suy nghĩ của em. Tức là nếu mà em nghi ca thì em nghi ca từ lúc cái lúc mà đoán khách mời, em hơi có nghi một tí. Tại vì cái lúc khách mời ca
ra không phải là người để đi tới nhìn anh Gin. Nhưng mà khi mà tụi em diễn tả chỉ có tai thỏ, áo, bông. Nhưng mà cái tên mà người nói là em lại nghĩ là ca lại nói cái tên nó. Em là do cái vòng vừa rồi chị thấy em hơi xuất sắc quá nên chị hơi nghi. Vậy là bình thường em xuất sắc được không? À, đúng vậy đó. Nhưng mà chị Nu thôi, chị Nu không biết cái khúc mà chị Nu đi á là bên đây em đã có người tiết lộ cho em rồi. Em mới biết anh Gin chứ em làm gì biết anh Gin. Em đúng không? Em làm gì biết? Ừ, thì đồng đội đã tiết lộ cho em là em biết anh Gin rồi. Rồi còn ca ca. Em á hả? Em thì em nghi chị Hà Ly với Mirai. Em là được nghi ngờ. Mirai thì bình thường tụi em chơi chung với nhau thì hiểu tính tình nhau thôi. Thì thấy nào Mirai nó im im quá là nó. Hồi nãy em có nhìn thẳng vào mắt của Ellie thì Ellie có nhưng mà thiệt điện cho em biết là Ellie chính là Điệp Vi. Trời ơi, chuyện điện á. Thì bây giờ bạn lỡ chuyện thông tin cho mình thì mình nghĩ cho thôi. Em thì nói ra không biết sợ có bị quật vì chị Hà chửi không. Nhưng mà lúc đầu tiên á tự nhiên khi mới vào cái tự nhiên tại sao chị Hà mới là người đi cuối cùng. Chị Hà tại sao chị Hà là người đi cuối cùng. Khoan, còn thiếu một người. Khi nào cũng đến muộn luôn. Dùm cuối Ellie. Ai đồng ý giúp chị Hà về Quảng Bình đúng không? Sao cái này là anh đòn này? Tại vì em thấy là mọi người đều nghi là nhóm em thôi, em nghĩ là Ellie đúng không? Tự nhiên chọn người đâu bên đây? Không, thật sự là lúc đầu phỏng vấn là em nghĩ là chị Hà. Nhưng mà từ từ cái trong quá trình chơi thì em quan sát thì thấy chị Ngân với chị Ca kiểu đâm chiêu á nên bắt đầu. Rồi, còn ly gì? Bạn lại định nói mình đúng rồi. Đúng rồi, bạn chắc chắn là bạn luôn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng mà. Không có tập này thì chắc chắn là tập sau sẽ có, mà không có tập này thì tập sau nữa sẽ có thôi. Em nghĩ sao tại sao mà khi mọi người đều nhắm vô mình? Dạ em thấy vui quá. Trời nét vui em giả trưng vậy hả? Dạ trời. Vậy đó mọi người đều nghĩ em nhạt nhẽo, thiếu thông minh, thiếu sức khỏe. Thì lúc đầu em có ngờ chị Ngân. Tại nói chung là trực giác thôi. Mà chị Ngân lúc nào cũng có những cái suy luận ai quy vô cực lắm. Nghe cái là đúng liền. Cảm ơn, cảm ơn Mirai. Một, hai, 3.1 là qua 3 rồi. Ừ, 3. Đó. Cái chị Ngân. Kim Kim, tên một chữ Kim thôi. Kim Kim là gì? Chị vẫn hiểu quan điểm. Được rồi, Ellie. Ủa? Rồi, đây là phong bì chứa ai là đẹp viên của ngày hôm nay. Còn Niêm Phong luôn. Đó, Niêm Phong. Còn đây là phần thưởng dành cho điệp viên xuất sắc. Chúng ta sẽ tới với điệp viên ngày hôm nay. Ca thì tóc ngắn giữa ca tôi không ai. Ủa, tại đây hả? Tại tóc ngắn. Ở đây gài tóc ngắn. 1, 2, tim tóc ngắn. 3, 4. Con ly gì cũng tóc ngắn kìa. Thì đó, 4 người tóc ngắn, lợi nếp nữa nè. 5. Đây là kết quả. Cô gái này có tấm ảnh chụp với lại hoa anh đào. Cô nào cũng có. Ai cũng có hả? Dạ đúng rồi. Và mặc một chiếc áo màu trắng xanh. Rồi biết anh. Và đây là đáp án. Mỗi bạn được thưởng. Chị phải nhắc em đi ăn nha chị. Rồi. Đi với ca đi ăn nha. Tiếp theo. Chị ơi. Ngày hôm nay em đã được nhận một nhiệm vụ cao cả là điệp viên. Từ đầu thì em đã biết là anh Vinh Tuấn Kiệt là chạy trưởng rồi. Nhưng mà em giả bộ như không biết. Tại vì em sợ mọi người biết em là điệp viên á. Mình phải diễn vai trò mình tối cuối cùng luôn. Cho nên là cố gắng hết sức. Điệp viên này sẽ giấu thật kỹ, trốn thật kỹ luôn nha. Nhưng mà dù sao thì nói chung là làm điệp viên rất là khó. Để trốn ẩn hơn trong 10
chín người thì cực kỳ khó luôn, lúc nào cậu cũng có ánh mắt dòm ngó mà em đã cố gắng là như mình rất là ngu si không biết gì nhưng mà luôn có một con người lúc nào phải ghi tên em mỗi tập. Mọi người có cảm thấy tức không? Em tức trong lòng luôn. Tập trao phần thưởng cuối cùng này thì anh cũng trao cái này cho bạn mà tham gia xuất sắc với ngày hôm nay. Trong hôm nay thì thấy là tất cả mọi các bạn ai cũng nỗ lực, ai cũng chơi hết mình hết, ai cũng xuất sắc hết. Nhưng mà sẽ tặng riêng cho Ellie vì đã có chơi, nghĩa là chơi hết mình đau nhưng mà vẫn nén đau để tiếp tục tham gia cùng với đồng đội. Okay. Đó, để tôi vô. Yeah. Rồi, còn đây là phần thưởng cuối cùng. Đeo lên ạ. Đây là phần thưởng dành cho các bạn. Các bạn hãy vui vẻ lên để mà mình đón nhận cái phần thưởng của mình nào. Cái tôi ghi Ellie này. Một, hai, ba. Chị ơi, bên này nữa, bên này nữa, con nữa. Chị ơi, con bên con, con nữa. Ôi, sao lại hết vô mũi rồi. Hết ta, hết ta. Ellie. Em đã sẵn sàng cho điệp viên. Sẵn sàng chưa? Nhẹ thôi anh. Ừ, thì anh đâu có làm gì đâu mà anh. Bye bye. Bye bye. Bye bye đi. Go, go. Sorry, 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 sorry. Vậy em muốn nhận thưởng luôn không? Em muốn nhận thưởng luôn không?